mùa nhãn vải rồi mọi người ạ. Bây giờ anh em mình đang đi trừ hại cho dân. Bắt thương thương vào chứ. Bắt thương thương để nướng. Hôm nay tôi không phải gậy nữa đâu. Ấy. À, chuẩn bị mưa nhá. Chuẩn bị sẽ có mưa thương thương mọi thiết. Anh em mình chuẩn bị. Tương bay xuống. Tương bay xuống. Quả tường bao này sao đấy? Chuẩn bị mưa đây. Thôi. Đằng sau Dũng, con nữa. Bắt ngay. Ô đây đây. Đây con đây này Dũng này. Nó cay mắt lắm đây. Mày à? Dũng này. Hả? Đây. Đâu? Ở đây. Chơi đi, chơi đi. Đây đây đây. Ôi nhiều rồi. Ôi. Ôi mưa, bọ xít rồi. Đây con này. Ủa, chân anh đông rồi. Đây. Đấy con đấy. Đấy, ôi con. Đấy, 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 đấy. Được có chừng này thôi mọi người ạ. Nó đái. Nó đái đấy. Căn bản là chưa đến mùa lắm. Bây giờ phải ngâm với nước muối để cho nó tẻ ra hết á. Hết mùi. Nó mới hết mùi hăng. Ui à. Nó sộc lên mũi. Hăng kinh điển luôn. Vậy em bóp không? Đấy. Đấy em bóp nó chết mất. Nó sống rồi nó đái hết á. Vặt thì nữa anh em mình sẽ xong khi nó đái hết thì anh em mình sẽ vặt nó ra xiên que à ướp xiên que nướng mọi người ơi đào ngon không ơi mất đây 20 đồng ấy ngon cực trong hồng luôn nhá ngoài tránh lẻ ui xòa
vặt hết cánh nó và ngâm vào muối tỏi ớt. Nói chung là gia vị mình đã chuẩn bị sẵn. Anh ơi, nhìn tay em héo này. Ơi, nó đái này. Đái héo tay luôn. Tay rồi đấy. Như kiểu vào nghệ đồ gà. Hay là mày làm thử con gỏi không? Không. Cay lắm. Đố anh ăn được đấy. Cay lắm. Quên không vặt đầu nó đi. Ướp tất đấy. Xiên xiên xiên. Lấy xiên đi. Đâu rồi? Xiên đó. Lấy xiên. Xiên nướng luôn. Còn một con nữa. Hả? Còn một con. Phí, bỏ sót là phí. Thật đuổi đi dịch. Mất một xiên nha. Đuổi đi dịch mới được đấy. Xiên siêu to khủng lồ à xiên đấy. Con này xiên phát kéo bục ui trứng này. Con xiên cái gì đấy? Xiên hẳn ở giữa đó chứ. Xiên ở giữa này. Ai? Xiên phát con nào bé bé thì đực luôn. Ai đâu? Ai xiên lên này này. Xiên lên này không bị đấy trứng mà không bị kia này. Từ đầu đi ra nó vẫn tỏi à? Tỏi đâu? Tỏi xinh lì. Tại con ngoài tua trứng. Phải lè. Con này rất to. Mày bắt đầu để này. Đây. Xiên này. Cái này trứng ngon. Đây chỉ là đầu mùa thôi. Cái năm tới. Trứng ngon hàng. Em chưa ăn xiên được này bao giờ rồi. Thế bây giờ ăn. Người ta thành giang ăn sành điệu hơn. Tí ăn nướng. Ăn kiểu phương Tây hả? Hả? Ăn kiểu phương Tây hả? Nướng sành điệu phết đấy. Ấy. Dubai. Dubai nướng. Nướng rắc muối. Ba cái mùi trắng chắc gì đã ngon nhỉ. Đây. Dạ vàng. Chắc tan sô cô la nhỉ. Ba xiên đủ không nhỉ? Làm sao được bằng cái món tưng tưng nhà anh mình. Anh xiên ngang thì mới đủ. Với cái một xiên rồi nhỉ. Và ba xiên vẫn chưa hết mọi người. Đấy còn một xiên nữa. Nướng này chén. Đây nướng lửa anh đừng tha đây. Đầu bếp đấy. Đông sờ tì lê. Hay là vua đầu bếp. Đông không chê. Được mời đến từ Nhật Bản. Đông không chê. À Vũ Hán. Đâu. Cái anh có nuôi nhiều con đấy không? Con gì? Con Zona. Có. Zona, con Tô Zona. Con này ăn súp ngon đấy. Để nó được dưới dưới làm bữa. Ui trứng nó thoi ra này. Nướng nhau nó căng người nó ra trong người cho trứng. Trứng nó ăn được không nhỉ? Ngon. Ngon lắm. Anh ăn chán đi rồi. Con khỉ nó đặc sản nó ăn chán. Chụp thằng kia sợ đập nhau mũi nó. Gọi mắt có người đến ăn luôn cái này. Sợ. Quá ngon. Quá tuyệt vời. Xin quay hơi ra. Đấy, dài thang dọc ra. Đúng dọc, chín một thể luôn. Bắt giới sơ tí lê. Đấy, ngon chưa, đánh ngoài thế. Đẳng cấp không? Đấy còn một xiên nữa này. Một xiên nữa đây đi. Bắt giới. Chưa có xiên. Thương nướng à nó không phải. Các mọi người xem này, trứng nó bắt đầu bị mọng ra trong lục xanh lè này. Xanh lè đây này. Xanh lè luôn nhá. Đấy. Thế là trứng này cái ngon nhất trong con này đấy. Con cái mới có ăn ngon lắm. Wow. Thơm rồi đấy. Nghe rõ rãi. Anh kê ở đâu anh kia lên. Không phải kê. Rãi từ từ. Quá ngon. Đấy rồi, nhớ về rồi, có thể chén dần rồi con. Chín hẳn nó để nó chín hẳn không nhỉ? Chín hẳn nhưng không còn nó cay đây ạ. Cứ ăn dần. Nó cay vừa rồi. Nướng vừa ăn mọi người ạ. Hơi bị hấp dẫn. Bắt đấy, bắt đây. Cầm
Men men tốt vào đây. Wow, có nước yến không chú? Đấy, ngồi đây. Này uống lon Coca tại sao mắt lại hoa hoa thế này? Vào đây, ngồi đây luôn. Hoa hoa thế này. Ngồi đây luôn. Coca này. Xin con người ngồi đây luôn, đưa bia đây, rửa thì nhắm luôn à. Nướng vừa chén. Bây giờ mọi người nhá. Đây có vẻ sai, thiếu rồi. Đấy mày bảo rồi mua cho thằng kia làm gì? Tao nó uống Hà Nội mà mua cho nó làm gì? Hỏi anh già đéo bảo. Đéo nguyên nào. Ai biết được. Đây, đây hai thằng mày chung đi. Em ơi, thằng này mà rời chung. Chín chưa? Ngon đấy nhỉ? Chả biết. Mời tất cả mọi người nhá. Thằng này ăn không? À, bây giờ mình sẽ thử con đầu tiên. Con ở giữa cho nó ui đệ trứng này. Ui này. Trời ơi, con này đẻ trứng luôn. Ấy, làm sao lấy được con giữa này ra nhỉ? Lìa đầu luôn, thế là lượt. Ây. Phải có lân luôn là hái. Ai. Wow, mời tất cả mọi người nhá. Chị chưa? Thấy chưa? Được rồi. Chú bà em đéo có món này luôn. Đúng rồi, ngon rồi đấy. Thơm này. Ừ. Chắc ăn gì con. Chắc ăn gì con cay. Khỏi đấy. Đẹp lắm. Không ăn được. Lâu lắm ăn thường nướng đấy. Ngon nhỉ? Thúi. Đây lên đầu. Lên đầu. Là cái người làm cái nước sốt ấy. Đúng rồi. Ướp ấy. Đấy. Quan trọng là cái nước sốt đấy. Quan trọng là cái nước sốt để ướp ấy. Ma lại ca đấy. Giống như hôm nướng dế mèn đấy nhỉ? Ui, dế mèn ngon. Mai khả năng là anh phải chuẩn công thức cho em mắt. Ai muốn bí quyết gì hãy comment bên dưới. À, cứ vừa nướng vừa ăn. Nó chưa chín hẳn, nó chưa giòn mắt đấy. Nó chưa đấy hẳn. Trứng này nó vẫn non. Wow. Trứng này ra ăn đủ cốc cốc, anh trướng trứng này. Cửa sắp để rồi. Ăn cốc cốc cốc. Ăn vào hai con luôn. Nói chung là các bạn nên thử ăn cái con này một lần thì sẽ biết vị nó như thế nào. Nó đái rất là khai. Ăn nó đái khai. Thằng hăng này, đâu nhỉ? Đâu nhỉ? Đái nữa. Người đây. Phải biết làm nó mới ngon cơ. Ok, ông nghĩ gà hết nhỉ. Để mình demo cho mọi người một một quả ăn thân sầu nhé. Ăn nó phải thế này này. Bỏng ra mép này. Bắt dưới này. Ăn nó phải thế này. Ui, gặp mồm. Để em review lại. Ai bỏng quá. Thôi, gỡ ra mà ăn. À. À. Ừ, mình ăn mấy con ngon mà dính một con hăng. Thôi ừ, ăn nữa. Ăn ngon mà vẫn ngon mà. Đấy. Ngon mà. Ai. Mày đừng chạm cái chia đầu mép bỏng hơn. Sao chấm với nước sốt này chẳng ngon hơn. Mày phải vơ 3-4 con vào. À, ăn chấm nước sốt này ngon hơn. Vẫn còn cái chấm này chẳng ạ. Chấm à? Chấm. Chấm làm gì? Vừa thôi mà. Chấm nó ướt. Ngon nhỉ. Ăn đồ ngon. Thế giờ ăn mỗi cái đi. Ăn đít không ngon à? Thế tao ăn đít cho mày ăn đầu đấy. Bao nhiêu cái đít nó cay. Bao nhiêu cái thịt nằm hết ở đầu mày lại ăn đít. Rốt. Béo lắm mọi người. Béo béo ấy, mùi giòn giòn thơm. Thế ăn người làm lắm chất. Nói chung là món này hơi bị đặc sản ấy nhưng mà không nhiều người ưa thích, nó gọi là món ăn kinh dị ấy. Bọ xít. Không biết con này nó từ con gì ra nhỉ? Con bọ. Con bọ thôi. Thế này là nó để từ à. Từ con này chứ còn gì. Con này nó lại bể ra con bọ xít nhỏ. Ờ con bọ xít sữa mà không được. Con này ngon lắm, con đỏ bằng đây này. Ừ. Cái đấy bắt ở dàn bầu dàn các loại ấy. Ấy ơi. Hả? Bắt được bắt nướng luôn ăn. Ấy ơi. Không ăn thế nào. Không ăn thế nào hả? Phải mang khói hun. Khói hun xuống á? Ờ, đốt đống lửa chứ. Nhưng mà hết thì không làm gì có qua mẹ cái mùa đấy rồi đúng không? Nó già rồi. Nó vậy để nó nở ra. Xong rồi nó bắt đầu để xong rồi. Thì cái bọn này nó lớn lên kiểu gì? Còn non á? Nó bay lên. Non đấy. Bọn này sao nó để chứ? Sao con non nó lớn? Nó bám rồi. Nó đây để trứng ở kia. Nó để trứng xong là tự nó nở. Hai tháng nữa mới có cơ. Không biết. Chưa có bọn non đấy đâu. Bọn này là chưa để làm gì đã có bọn non. Đúng rồi. Tại bây giờ gọi là đầu mùa mới chưa có. Trứng chưa nhiều lắm, mày vơ 2-3 con và ăn một thử cho sướng mồm. Ngon quá. Cho nó ngập này.
Nướng này giòn hơn kiểu chiên đấy đó. Thế nào? Cũng có kiểu bắt dưới mới phải vơ một phát nó này này bốc bốc nhai nó mới bùi. Đấy làm một vốc cái mau đệ này đấy toát từ review à béo cực ui phong mồm này ui một vốc luôn ngay kia xin nó đi hoa anh không cực hết bị than rồi. Hạt đại có rút đi ra. Ăn đi. Tấm. Ngon nhỉ? Béo à? Đặng. Đặc sản. Mấy cái này dưới Hà Nội không có mà ăn. Không bùi vào chỗ gì được. Bùi dưới mèn. Bùi bùi gì? Mình chưa làm bữa bùi bùi nào đó. Quay hết mẹ bùi rồi. Nói chung ăn cái này mà không gọi chung để, là để không tốt bụng chậm thì là sẽ bị không tốt máu là bị ngứa. Không, không tốt bụng là bị dị ứng. Ai em mình tốt bụng hết mà, có ai xấu bụng đâu. Anh biết con gì? Làm bộ chung con đấy người ta gọi là con gì không? Thế con này con thương thương chắc không ngứa. Là con gì? Dế chui. Cho chui. Ngon à. Anh đã anh dụ xương dưới rồi. Cái dế mà hun đấy ạ. Hả? Dế hun đấy là ăn lại không ngon. Ăn lại đắng. Dế hun ăn lại không ngon. Em phải ăn dế cơm cơ. Đút vào ruột đấy chứ. Đút ruột, kể cả tút ruột. Con đấy nó lại rát, nó không ngon bằng cái con dế cơm, dế kia đâu. Dế nhỏ mà cái hang là bé bé ấy. Ngon lắm. Dế cánh tay dài đấy. À. Ăn con nào nhiều trứng ấy. Không. Ừ. Trứng bây giờ là chân nổ. Vơ một nắm ấy, làm một quạt một phát ấy. Trứng bây giờ là chân nổ. Bùi lắm.